Thưa quý vị, nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 5. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ đón Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ thuộc Liên minh châu Âu EU đến Việt Nam kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Chuyến thăm sẽ góp phần làm củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đưa quan hệ song phương đi vào thực chất, hiệu quả hơn. Việt Nam và Hy Lạp thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 15 tháng 4 năm 1975. Hai nước có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa lâu đời, có vị trí địa chính trị quan trọng, đều là nước nhỏ trải qua nhiều cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Nhân dân Hy Lạp và Đảng Cộng sản Hy Lạp có thiện cảm với nhân dân Việt Nam. Hy Lạp là một trong những nước EU phê chuẩn hiệp định đầu tư Việt Nam Liên minh châu Âu EVIPA sớm nhất và ủng hộ Việt Nam ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025. Hai nước đã ký hiệp định miễn thị thực cho hộ cho hộ chiếu ngoại giao năm 2018 và đang đàm phán ký các hiệp định tránh đánh thuế hai lần và hiệp định hợp tác hàng hải. Ngay sau lễ đón hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm